Vua cá coi công khai nhớ Hà Thanh Xuân, một chi tiết chứng minh vẫn nặng lòng với vợ cũ gây xót xa. Mới đây, vua cá coi Thắng Ngô gây chú ý khi đăng tải một đoạn video đang lái xe trên đường phố Sài Gòn. Trên xe anh còn mở bài nhạc có tựa đề Người do chính ca sĩ Hà Thanh Xuân trình bày. Ngày 10 tháng 9, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân chính thức lên tiếng thông báo về việc cô và chồng là vua cá coi Thắng Ngô đã đường ai nấy đi sau hơn một năm kết hôn. Trước khi đưa ra thông báo này, Hà Thanh Xuân cho biết cô đã suy nghĩ rất kỹ. Khoảng thời gian sau đám cưới rình rang, Hà Thanh Xuân cũng từng chịu nhiều áp lực đến nỗi không dám đọc các bình luận trên mạng xã hội. Sau thông báo này, Hà Thanh Xuân cho biết cô đã trở về trạng thái độc thân và giữa cô với vua cá coi Thắng Ngô cũng chưa từng đăng ký kết hôn. Sau thông báo này của Hà Thanh Xuân, dư luận đổ dồn sự chú ý lên mọi động thái của cặp đôi. Nếu như Hà Thanh Xuân chỉ tập trung vào việc ca hát và chia sẻ cuộc sống cá nhân ở Mỹ thì vua cá coi Thắng Ngô thi thoảng vẫn có một vài động thái liên quan đến vợ cũ. Mới đây nhất, anh tiếp tục gây chú ý khi đăng tải một đoạn video đang lái xe trên đường phố Sài Gòn. Trên xe anh còn mở bài nhạc có tựa đề Người do chính ca sĩ Hà Thanh Xuân trình bày. Kèm theo đoạn video này, vua cá coi cũng đăng dòng trạng thái khá nhiều ý nghĩa. Sài Gòn, tối chủ nhật, những ngày cuối năm, trời se lạnh. Bên dưới bài đăng này, nhiều dân mạng nhanh chóng phát hiện ra giọng hát của ca sĩ Hà Thanh Xuân và không ngần ngại để lại những bình luận khen ngợi. Đáp lại những bình luận này, vua cá coi Thắng Ngô thay vợ cũ gửi lời cảm ơn. Hoặc nếu có ai hỏi tựa đề bài hát là gì, nam doanh nhân không ngại ngần gửi đường link bài hát do Hà Thanh Xuân trình bày. Có thể thấy, dù Hà Thanh Xuân đã công bố chia tay một thời gian nhưng đến hiện tại, vua cá coi Thắng Ngô vẫn nặng lòng với cô. Khi có bất kỳ ai nhắc về Hà Thanh Xuân, anh luôn dành những cử chỉ nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất để đáp lại. Không những vậy, nếu ai thường xuyên Facebook cá nhân của Thắng Ngô sẽ phát hiện, anh thường đăng ảnh cá nhân của anh nhưng ngón áp út của anh vẫn luôn giữ chiếc nhẫn cưới ngày nào. Qua những chi tiết nhỏ có thể thấy, vua cá coi Thắng Ngô vẫn rất văn minh và quân tử. Với người cũ, anh luôn dành đến một sự trân trọng nhất định. Trước đó, Thắng Ngô từng đăng tải đoạn clip 43 phút đề cập đến chuyện đời tư bị bêu diếu bằng những thông tin sai lệch. Nam doanh nhân lên tiếng với mong muốn chấm dứt chuỗi thị phi này. Theo đó, nam doanh nhân tâm sự, như các bạn đã biết, trong suốt hơn một năm vừa qua, sau khi đám cưới của tôi diễn ra, có rất nhiều sự kiện xuất hiện tạo ra một dư luận rất xấu trên mạng xã hội. Tôi vô tình trở thành một nhân vật phản diện tệ hại. Hình ảnh của tôi trên mạng là một người đàn ông xấu xa với những mặt tồi tệ nhất, một người chồng phản bội, một người cha vô trách nhiệm. Thắng Ngô cho biết mỗi người có một môi trường sống khác nhau, được giáo dục bằng những cách khác nhau, có những nhận thức khác nhau. Vì thế, không có ai là hoàn hảo. Khi chúng ta đưa ra nhận xét về một ai đó, đó chỉ là nhận xét ở một thời điểm nhất định. Người xấu chưa chắc mãi mãi là xấu, người tốt chưa chắc mãi mãi là tốt. Tự dưng trong mắt công chúng, tôi trở thành một người tệ như vậy. Tôi sốc lắm và cảm thấy thật kinh khủng nhưng phải cố vượt qua, vua cá coi bày tỏ. Anh cho biết bản thân làm video này không vì mục đích giải thích hay chứng minh cho bất kỳ ai mà chỉ muốn nói lên tâm tư của mình trên cương vị một người cha. Có nhiều trang mạng, bài báo lá cải đưa tin tôi phá sản, quay sang kinh doanh cá coi rồi trở nên giàu có, đó là điều sai sự thật. Tôi khẳng định tôi không phá sản, thời điểm đó, tôi chỉ tạm gác lại vì có lý do. Tôi cũng chưa bao giờ kiếm tiền từ cá coi, đó chỉ là niềm đam mê của tôi, doanh nhân 7X nhấn mạnh.